Xin chào các bạn. Với các bạn về một cái món mứt Tết nè. Mứt này là mứt đu đủ nha. Mình mới vừa làm xong đây. Đây là một trái đu đủ 2 kg ha. Mình làm lại xong thì còn khoảng gần gần ký rồi bạn ơi. Đây đu đủ này là đu đủ mỡ gà nè quý vị. Nên là cái này là màu tự nhiên nè, là nó đủ tự nhiên chứ không có màu gì trơn á, là nó đủ mỡ gà á. Mình làm mình sơn xong á là nó lên cái màu như thế này nè quý vị ha. Đó, để làm cái đu đủ này thì mình đã gọt nhỏ và mình xắt ra sợi sợi nhỏ nhỏ này nè, cho nhìn nó lạ mắt á. Thì mình ngâm qua bên nước rồi trong á quý vị, mình để 5-6 giờ luôn rồi mình xả lại cho nó sạch ha. Rồi mình ớt là cứ 1 ký đu đủ mình gọt xong, mình ngâm xong á mình căng á quý vị, là 1 ký đu đủ của mình là mình sử dụng 400 g đường và 1 ống vani ha, và kèm theo á là mình để thêm 1 ít dầu chuối nữa cho nó thơm á quý vị. Rồi để quy trình làm cái mức này á thì quý vị hãy cùng mình làm thử nha. Đây, đây là trái đu đủ nó sống mình mới hái nè quý vị ơi, nó còn mủ rất là nhiều ha, trái nó rất là to, mình hái 2 trái luôn. Đây hái 2 trái này nha. Nên là bữa nay hôm hổm clip trước thì mình giới thiệu với quý vị làm cái mứt đu đủ nhưng mà trái nó đã mỏ quịch rồi, hôm nay mình dùng trái đu đủ sống để làm mứt heo quý vị. Rồi để làm trái đu đủ này thì mình cũng gọt ra vỏ vỏ ha. Rồi mình có chuẩn bị một cái thau nước nè. Hai thau nước này mình đã để phèn chua vào rồi. Rồi mình vậy cho nó tan ha quý vị. Xách nước rồi mình đổ thêm miếng nước nữa ha. Mình vậy cho nó tan á. Rồi mình gọt á, mình để vào đây là quý vị đừng cho nó bớt cái hôi nỉ á. Cái trái đu đủ này non nên mủ rất là nhiều nên nó hôi nỉ lắm. Nên mình ngâm vào phần chua, cái thứ nhất là để cho nó giòn, thiệt giòn, thứ hai nữa là nó rửa bớt cái phần mủ nó đi. Bây giờ mình sẽ gọt đu đủ ha. Cái trái đu đủ to này là 2 kg đó nha quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ gọt ha. Mình cắt dạt cái mặt trước nha quý vị. Nè quý vị ơi, nó là mồi vịt mồi gà luôn ha, chứ không phải mồi vịt luôn, nó sống nhưng mà nó mồi gà đó quý vị. Thấy đu đủ mới hái là mủ quá trời mủ luôn nè, thôi rồi mình gọt ra xong rồi ha quý vị. Bây giờ mình sẽ chả trái đu đủ này ra ha, nó rất là to. To quá là nó khó chẻ luôn á quý vị. Cái gì nhìn nó rất là ngon ha. Mình đã rửa bỏ hộp cỡ gì cái phần cái đầu này nè, nó cứng lắm nên là mình cắt bỏ cái đầu cùi này đi ha. Rồi do trái này là mình không có làm cái cục bự bự như hôm bữa thôi quý vị, mà mình trái này là mình bào sợi nha. Quý vị làm cái miếng cái sợi nó mỏng mỏng như thế này nào quý vị, giống như là mình làm dừa vậy đó. Rồi mình xót lên ha cho nó ra bớt cái chất mủ á, rồi mình đi rửa lại cho sạch, rồi mình sẽ lóng qua cái nước ở trong hứa gì. Giờ mình đã rửa sạch cái phèn chua nè quý chị. Bây giờ mình sẽ ngâm qua nước bên trong nha. Ở đây nó rất là nhiều nè. Nên là mình chuẩn bị một cái chua mới đủ hơn nha. Mình để ngâm nước bên trong cho nó được ngập hết á.
Rồi đây mình chuẩn bị cái nước ở trong sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ để vào ha. Các bạn ngâm như thế này qua một đêm nha quý vị. Các bạn có thể là ngâm 5-6 tiếng gì đó. Sắp theo quý vị chọn đều lên ha, mình thả bằng ra. À, giờ đây là cái đu đủ mình đã ngâm qua nước vô trong được 5-6 giờ rồi đó quý vị, rồi mình đem đi xả sạch cũng 5-6 lần nước rồi nè ha, nhìn quý vị xem nè đó, mình xe như vậy mà nó rất là dai luôn á, mình nhìn cái cọng đu đủ chúng ta nó rất là trong nè quý vị. Thì trái đu đủ hồi nãy to hồi nãy là 2 kg đó, mình gọt xong thì nó còn lại là 1,6 kg ha. À, nhưng mà cái gỗ của mình nó nhỏ, nó chứa không có đủ nên ở đây là 1 kg đó quý vị, ở đây là 1 kg ha. Rồi mình sẽ sử dụng 1 kg này để sơn mứt theo quý vị. Thì 1 kg đu đủ này thì mình sử dụng ở đây là 400 g đường cát nè quý vị và một ống vani ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái đu đủ này và đường lại ha quý vị. Rồi mình chuẩn bị một cái thau mà mình để ha. Sau đó mình sẽ để hết cái phần đường mình đã chuẩn bị vào. Sau đó mình sẽ chọn ha quý vị. Mà ở đây mình sẽ chọn nhiều phần đường này lên. Bạn trộn đều lên nha, rồi trộn đều phần đường này lên, rồi các bạn để cho đường này tan hết. Thì nếu mà đường này tan cả hết thì tầm cũng 2-3 tiếng đồng hồ nó mới tan hết nha quý vị. Còn quý vị là muốn mà xên liền á thì các bạn cứ đảo bằng cái tay ngăn tay vô, rồi các bạn đảo bằng tay đường tan chút lắng tan hết à, rồi mình xên bình thường ha. Ở đây cái đu đủ mỗi gà này thì các bạn nó có cái cọng có màu nè, rồi cái cọng hơi trắng trắng thì mình sơn ra nó đã lên màu luôn rồi, mình khỏi cần để màu gì nữa hơn quý vị ha, là nó cũng đã đẹp rồi. Đó, mình chọn như thế này á là mình để tầm khoảng 1-2 giờ là sau là mình sơn được rồi đó ha quý vị. Rồi nãy giờ thì mình đã cũng xúc cho đường nó tan hết rồi nè quý vị ha, nó tan hết luôn rồi nè. Rồi mình bắt cái chảo lên mình sơn nhé. Rồi ở đây mình đã chuẩn bị một cái chảo nè quý vị. Giờ cái phần nước này mình bỏ vào để vào mình sơn trước nha. Mình sơn cho nó hơi sệt lại rồi mình để đu đủ mình vào sơn ha quý vị. Nước đường này chúng ta nó sôi lên này nè. Mình sơn khi nào nó sủi bọt khí nhiều hơn lên thì mình để đu đủ vào được nha quý vị. Rồi chúng ta sơn bọt lên như thế này là được rồi nè thấy quý vị. Thì bây giờ mình sẽ để đu đủ vào sơn nhé, mình để hết phần đu đủ này vào luôn thì nó cũng là khá là nhiều á. Đu đủ mình để vào hết rồi quý vị, rồi mình sẽ sơn lên từ từ ha, nó sẽ ra nước rất là nhiều quý vị, rồi sau đó nó sẽ xẹp lại, nó gọi là xèo lại quý vị chứ không phải nhiều như vậy đâu. Giờ nãy giờ cái mức của mình nó rất là nhiều không quý vị, giờ nó xẹp xuống rồi quý vị, thấy đâu cũng đâu có nhiều lắm không đó, nhưng mà nó cũng đầy chảo ha. Rồi mình sơn sao cho nó khô lại ha quý vị, giống như là mứt dừa của mình sơn vậy đó. Thì mứt dừa các bạn sơn sao mứt này bạn sơn y như vậy ha, cho tí khi khô bông đường lên thì thôi. Mình làm cái mứt kiểu này thì mình khỏi cần để nào hết trơn ha quý vị, nó lên rất là đẹp luôn á. Quý vị ơi, cái mứt của chúng ta sơn là nãy giờ là gần 1 tiếng rồi đó quý vị, là nó
khô rồi này ha, nó sắp hết, sắp cạn rồi nè quý vị. Đấy quý vị thấy không, còn có ít nước nữa thôi là đã được cạn như thế này nè quý vị. Thì mình để ống vali vào được rồi ha, mình để hết ống vali này vào luôn ha. Ngoài ống đi ra thì mình để thêm một ít từ chuối nha, để cho mùi nó hương vị nó ngọt ngào hơn. Thơm quá. Quanh nó lên quá trời nhiều luôn nè quý vị, bắt đầu nó đang đường hết hết ha. Mình sẽ đảo thêm vài cái nữa cho nó lên trắng hết luôn nè quý vị. Cái chảo chúng ta đường lên rất là nhiều luôn. Cũng có đường lên rồi nè ha, nhưng mà nó chưa có khô gió mà. Để mình sơ thêm một hồi nữa thì mứt của chúng ta nó sẽ đường lên luôn ha, có lại đường nó sẽ bám vào cái miếng mứt của đủ chúng ta luôn. Càng lên đường như thế này thì nó rất là càng nặng tay nha. Khi mà đường lên trắng hết hoàn toàn luôn thì nó mới nhẹ lại hết. Đường lên nè, đó đường lên khá là nhiều luôn rồi đó ha. Sơn chút xíu nữa. Quý vị thấy không, mà đường lên quá trời trắng luôn nè. Đây quý vị ha, đây là trên bếp đó nha quý vị. Hồi nãy mình xên trước 1 ký, hơn cái còn lại 1 ký nữa quý vị, tổng cộng hết ở đây luôn á. Mình bẻ hết rồi nó nằm 1 ký 6 nè. Xem cho cô lại chút nha. Rồi đây là cái phần mứt mà mình đã sơn xong rồi nào quý vị. Rồi mình đã để ra một cái thao như thế này ha. Đó quý vị nhìn màu nó rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình thử cho quý vị xem ha. À, nó rất là dai nè quý vị thấy không. Đó, nó rất là dai và rất là trong nè quý vị à.
nó giòn ha quý vị, nó giòn lắm. Cái này là một trái nha, một trái 2 kg của mình á, hồi nãy 2 trái nhưng mà trái kia thì nó còn trắng quá, trái này là mỡ gà nên mình để là riêng, còn trái kia nó trắng nên là mình để mình làm riêng đó quý vị. Ở phía trên trong nó nè quý vị, nó rất là trong nè, cái này mình ăn cũng rất là lạ miệng đó ha, cho những cái ngày Tết của chúng ta. Mình đã chia sẻ xong với quý vị và các bạn cách làm mứt đu đủ và cho những cái ngày Tết này đó quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị nha.